Yes. 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 Máy F3 là đi đó. Máy đạn. Vâng, như vậy là F3 thì lại đít máy, à đít mạng. Sẽ đánh lại giờ này. Mỗi giờ này bị thôi. Nãy yêu ghi F3 bên kia vực gì. Dàn này tất cả máy đều bị à, Tuấn này chỉ máy đấy thôi. Yes. Ôi, vào đây làm gì bác? Má, thằng chim sẻ nó nhanh tay thật, vào chưa kịp chào nó câu nào nó kích luôn. Không biết bị đít để sao nói. Vâng, tôi vừa chạy vào chỗ khu vực thi đấu của Yogi thì màn hình Yogi thì vẫn đang F3. Yes. Vâng, vậy là kèo đấu 3C thôi. Kèo đấu chỉ đánh 3C thôi anh em nhá. Nốt C, thắng bại phân tranh ở C này. Yes. Yes. Vâng, bãi quả là 6 cây dành cho cái thủ hàng bánh gì. Bãi quả phụ này cũng hơi xa nên may mà đi bật mạch ra đây luôn. Bãi quả này mà đi dò xong tách ra là quay đầu lại mà mỗi con đi mỗi hướng là khả năng chậm dân này. Vẫn đỏ, xa nhưng mà xa đỏ. Bây giờ Thành Long lát nữa có cho nhà đi đâu Thành Long nhỉ? Vâng, kỷ lục đã được xác lập rồi đấy. 3 tiếng 15 phút 2C. Và bây giờ để đợi Thành Long có một lời mời nho nhỏ thôi. Lát nữa Thành Long cho đi đâu? Một cánh rừng thông này, mặt dưới cái có cánh rừng dừa. Và hy vọng đây thêm có cánh rừng thông nữa dành cho Hoàng Mạnh Nhi. Là nhà ba rừng. Biết ngay mà, nhưng không phải là rừng thông mà chỉ là rừng dừa thôi. Ba rừng xung quanh. Hướng lên 12 giờ đang có thêm một bầy hươu nữa và một cánh rừng già. Nhưng khả năng trận đấu này không có hươu về nhà chính rồi. Đây. Con sư tử làm tan tác bầy hươu rồi.
Cố gắng đá bây nhiêu để về. Hơi khoai bây nhiêu này. Đủ đi chạy à? Ờ tao chịu. Vâng. Đi đâu đi chạy thì chịu. À không, được rồi, em sẽ đi chạy cùng anh Thành Long. Vâng, anh Thành Long chạy trước và em dùng xe máy chạy phía sau cộng thêm việc live stream. Ok, Thành Long, đã nhận nhá, Thành Long nhá. Vâng, Việt Nam nói là phải làm đấy. Lát em sẽ chạy cùng anh. Anh chạy bộ, còn em chạy xe máy. Trên tay 55 cái vâng điện thoại và live stream trực tiếp. Phát trực tiếp lên fanpage của Hoàng Nhi luôn. Có voi kìa. Ồ mày quá, tí nữa thì lỗi con voi ở trong cạnh quả chính là có quả phụ luôn. Bài đang xấu cho nên bài đẹp của game thủ Hoàng Mai Nhi. À, cảm ơn tấm lòng của anh Alpha Việt Nam GSC nhá. Con voi này sẽ về với nhà chính. Quả phụ 6 cây luôn. Ok, quả đầu 6, quả phụ 6. Vâng, chào bố Ngọc Hân nha, chào tất cả anh em. 27 dân bài này. Ở phía trên đang có một bầy hiêu cạnh cánh rừng già nữa. Nhưng khả năng sẽ không bú. Vâng, chỉ số giò là khá cân nhau. Một người 18 và một người 19. Đây sẽ là BB của game thủ hoàng Mai Nhi. Khả năng không kín đâu. Và đúng là không kín. Một cái E nữa thôi. Như vậy là mất thêm tổng là hai cái E ở đây. À không kín luôn. BM. BA. Dân vừa xin nhà chính đang đứng chơi. Vâng, cho đi cuốc gỗ luôn, cho chặt gỗ luôn. Vẫn chưa thấy nhà của Yogi ở đâu. Nếu như nhà Yogi trong hướng 3 giờ kia thì lại sẽ tiếp tục là một trận đấu mà... Vâng, hai game thủ đưa công rất lâu. Sẽ đóng ta thêm nhà BA nữa. Rồi, xong dần. Đâu nhờ? Chưa thấy nhà của Yogi đâu cả. Và đừng bảo tôi nhà 6 giờ. Yogi chưa chịu lên đời. Chưa chịu lên đời từ game thủ Yogi. Mặc dù là chỉ số giò chỉ là 19% thôi. Oh,
Rất cẩn thận, thêm một cái E nữa. Như vậy là mặt đấy đã kín. Yêu ghi 3 giờ. Chính xác là tầm 2 giờ. Lần thứ hai đều được 4 con. Vâng, như vậy là Hoàng Anh Nhi đang nhiều hơn Yêu ghi 3 dần. Lên đời sớm hơn và xong dần là đều hơn. Tên của đầu tiên đi. Và đang lao thẳng vào hướng nhà BM của game thủ Yugi. Bo như này thì khả năng cao ở đây có bãi gỗ. Đã biết được hướng nhà của game thủ Yugi rồi. Bây giờ gặp tiếp đây. Gặp kìa. Tên của đầu dưới. Gặp nhà BA. Như vậy là game thủ Hoàng Minh Nhi có trước game thủ Yugi một tên cung R. Và bây giờ thì sẽ công hai hướng. Đây là bãi quả ăn xong và ra ruộng luôn ở đây. Nâng luôn tầm xa 7 cộng 2 rất sớm. Con dân đứng chơi của game thủ Yugi đang khiến cho Yugi rất khó chịu với những tình huống móc máy từ hai cánh. Đánh hai cánh bằng và sau khi đánh hai cánh và bây giờ đánh thẳng vào trung tâm. Đánh vào hai mạng sườn rồi bây giờ đánh thẳng vào trung tâm. Chủ động đóng thêm những chiếc nhà BE mới đi. Bãi gỗ của game thủ Yugi đã chạy, bây giờ đến bãi ruộng đã chạy. Thì game thủ Yugi những phút sắp tới sẽ không thể sóc đều được nhà BA của mình nữa. Timeline đang ưu. Chính xác là thế trận đang ưu thì đúng hơn. Còn timeline bên mình thì mới ăn được 1 dân đến 2 dân thôi, chưa ăn được nhiều. Bên mình thì nở trước game thủ Yugi 1 tuần cũng rồi. Và Yugi đánh bài 5A. Còn bên mình chỉ là 4A thời điểm đầu. Vậy E để bắt 2 dân. Không, như vậy là Yugi cũng là 4A thôi. Tôi nhìn những cái chấm màu xanh ở trên bản đồ này đếm là thấy 5 chấm. Nhưng đấy là một cái giếng nữa. Như vậy là số cung R vẫn hơn đối phương 4 con. Nếu như Yugi sóc đều thì hơn 4 con rồi. Bây giờ thì game thủ Hoàng Nhi đã bắt đầu sóc nhiều hơn 4 nhà BA rồi. Đã là 5 nhà BA, timeline là 61-64. Tiếp tục điên cuồng đóng thêm nhà BA mới. Bây giờ thì ốp A luôn. Khả năng sẽ ốp A. Yugi cũng đang biết trước cái điều này. Có một con dốc ảo ở phía trên. Có một con dốc ảo ở phía trên. Yugi chấp dốc tuần này là Yugi đã sai. Yugi chấp dốc là Yugi sai rồi. Chấp dốc là sai rồi. Chắc chắn là cung R Yugi sẽ không bao giờ đông bằng cung R của Hoàng Minh Nhi được. Và Yugi vẫn đang chấp dốc là Yugi sai. Bây giờ thì đã có những nhà chính mới đến từ game thủ Hoàng Minh Nhi. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, đây là nhà chính mới. Sóc dần mạnh hơn. Đốt nhà A của Yugi. Hãy cẩn thận Yugi, chắc chắn sẽ có những tình huống nhân lúc mà game thủ Hoàng Minh Nhi không để ý và sẽ bắt cung R mình luôn. Một tông R phía sau nhá. Yugi dường như là đổi nhà. Không phải đổi nhà mà đang công lên. Công lên thì đúng hơn. Đâu rồi? Đây, gặp. Quay đầu rất nhanh đến từ Yugi. Không có quá nhiều gỗ để về E trong tơ này. Không, những con hươu vô tình khiến cho những tình huống về E của game thủ Hoàng Nhi không khít được. Nhà BA thứ 7 vừa đóng ra. Thế đứng cung R đội bạn là đẹp hơn sau khi Yugi bổ sung thêm lực lượng. Bây giờ thì leo lên trên dốc và 7 nhà BA sẽ sóc đều trong những phút tiếp theo. Tôi cần ra thêm ruộng nào. Rồi. Đấy, ra thêm một lúc 4 cái ruộng này nữa, lực khỏe. Cung R có phần là ngang nhau. Và với một tên cung R bổ sung thêm thì Yugi đang đông hơn. Yugi là tôi số Hoàng Nhi đang đông hơn. Yugi vẫn đang đứng lại đấu và Yugi sai tên này. Có vẻ như Yugi tầm này vẫn chỉ là 7 cộng 1. Tôi nghĩ là như vậy, không 7 cộng 2 luôn rồi. Tăng Nga điên cuồng lên. Tiếp tục ra thêm ruộng. Vâng, đã sang kích ruộng thứ hai. Một kích ruộng là thường thường là sẽ là 24 cái ruộng cộng một con dân. Timeline đã là sấp xỉ 80 rồi. Sấp xỉ 90 tới nơi rồi. 7 nhà BA nở ra một lúc thì nhanh lắm.
8 nhà VA rồi thì phải. Vâng, 8 nhà VA thì cái đội Yogi một trận đấu đánh vật rất châu quần. Và dân trong nhà chính thì vẫn đang xin rất đều, ít nhất là hai nhà chính xin rất đều. Tham loại 84 ở phút thứ 26 trong game. Và chuẩn bị 8, vâng, chuẩn bị cắt cán mốc 90. Lượng ruộng đang là đồ về trong trận đấu này. Vâng, bên kia 57 dân, còn Hoàng Mai Nhi là 68 dân, như vậy là hơn nhau khoảng 10 dân. 8 nhà về à. Vâng, gõ 2 rồi. Và tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ 3, trận đấu cuối cùng. Mày có con voi với lại bầy bãi quả nhờ. Không có gì oẳng đấy. Giờ ăn mấy cái bầy hưu nát ở trên thì oẳng thật. Zogonta, 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 Zogonta,